Động đất là khi năng lượng bỗng nhiên thoát ra, khiến mặt đất rung lắc và chao đảo. Tất cả những đồ vật không được gia cố có thể bị rơi xuống đất. Rất nhiều bình đun nước không được gia cố bị rơi xuống đất gây ra cháy. Ví dụ, trong trận động đất ở Northridge năm 1994, 67% các vụ cháy ở hộ gia đình là do bình đun nước bị đổ gây ra. Xin lưu ý là rất nhiều người nghĩ bình đun nước nhà mình đã chắc chắn rồi. Tuy nhiên, nếu két nước của bạn được giữ bằng băng dính cuốn ống nước, nó rất dễ rơi khi xảy ra động đất. Băng dính cuốn ống nước không đủ chắc, nó quá mỏng nên dễ dàng đứt làm hai khi bị gập một vài lần. Bình đun nước cần phải được gia cố bằng dây cuốn kim loại chắc chắn. Các bộ dụng cụ như thế có bán ở các cửa hàng vật liệu. Bước 1. Xem két nước của bạn có tiếp xúc trực tiếp với tường không. Nếu có, gắn nó vào tường bằng cách buộc qua phía trước. Trong hướng dẫn này, két nước của chúng tôi cách xa tường nên cần buộc xung quanh. Bước 2. Mở bộ dụng cụ và làm quen với những dụng cụ bên trong và các hướng dẫn cơ bản. Chúng tôi sẽ minh họa từng bước để bạn thấy việc gia cố bình đun nước rất dễ làm. Không bắt buộc có khoan, nhưng nó sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn. Bước 3. Két nước của bạn có gần tường, góc nhà, gắn vào tường, trong tủ hay cách tường từ 6 inch trở lên không? Két nước của chúng tôi xa tường và cần lắp một thanh gỗ 2x4. Sau khi đo và cắt theo kích thước, chúng tôi dùng ốc vít đầu vuông và vòng đệm để gắn thanh gỗ 2x4 vào trụ tường. Bước 4. Tìm trụ tường. Dây giữ bình đun nước phải gắn với trụ tường. Đánh dấu vị trí bạn sẽ gắn dây trên tường. Đặt một dây ở khoảng 1/3 phía trên của két nước. Dấu phía dưới đặt trên các nút điều khiển khoảng 4 inch. Lưu ý, nếu trụ tường của bạn bằng kim loại, gọi số 1-800-289-6257 để được hướng dẫn thay ốc vít đầu vuông. Bước 5. Gắn dây giữ ngắn vào một phía của két nước. Cả hai dây giữ đều có ốc vít đã dính. Dùng búa đóng ốc vào trụ tường trước khi xoáy chặt. Sau đó xếp bằng cờ lê hoặc khoan. Bước 6. Gắn dây giữ dài vào phía bên kia của bình đun nước bằng cờ lê hoặc khoan. Bước 7. Bình đun nước của chúng tôi cần gắn miếng đệm phía sau vào dây dài, nên chúng tôi làm bước 8 trước, bước 7 sau. Bước 8 là cuốn dây giữ dài xung quanh két nước như thế này. Trượt miếng đệm xung quanh phía sau của két nước. Bước 9. Cắt phần thừa của dây giữ dài từ đường giữa của két nước là 3 inch. Bước 10A. Đặt kẹp lên dây giữ dài. Bước 10B. Kéo đoạn dây bị trùng. Bước 10C. Gấp dây ở chỗ khóa. Bước 11. Thắt chặt chỗ gấp ở hai phía bằng hai đoạn sợi. Bước 12. Điều chỉnh chỗ kẹp để chúng cách nhau khoảng 2/1/4 inch. Bạn có thể điều chỉnh bằng cách kéo thêm hoặc rút bớt dây qua khóa.
Bước 13. Lắp bu lông, đai ốc và vòng đệm qua kẹp qua hướng dẫn. Bước 14. Siết chặt vừa đủ. Siết quá chặt có thể làm hư hại bình đun nước. Cần 2 giây để giữ kết nước không bị trượt trong khi xảy ra động đất. Bước 15. Sau khi đã lắp đặt xong, thỉnh thoảng phải kiểm tra dây xem còn chặt không.